Thế giới vẫn chưa hết sốc trước sự ra đi bất ngờ của Tổng thống Iran Ibrahim Raisi sau vụ rơi máy bay. Không chỉ ông Raisi, trên chiếc trực thăng xấu số còn có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran, việc mất đi các nhân vật chính trị hàng đầu để nước Cộng hòa Hồi giáo vào thời kỳ bất ổn. Iran sẽ đối mặt với những thách thức nội bộ và địa chính trị phức tạp, như là trong bối cảnh căng thẳng khu vực do cuộc chiến không ngừng nghỉ đang diễn ra ở dải Gaza. Vậy cụ thể điều gì sẽ xảy ra sau sự ra đi của ông Raisi? Sau nhiều giờ tìm kiếm liên tục, lực lượng cứu hộ Iran ngày 20 tháng 5 thông báo đã tìm thấy những gì còn lại của chiếc trực thăng chở Tổng thống cùng Ngoại trưởng và một số quan chức cận vệ tại sườn dốc của một khu rừng ở tỉnh Đông Azerbaijan. Toàn bộ 9 người trên khoang được xác định là đã thiệt mạng. Trong phiên họp bất thường của chính phủ Iran, ghế ngồi của ông Raisi được phủ vải băng đen, trên bàn là ảnh chân dung của ông. Do ông Raisi thiệt mạng khi đang tại nhiệm, Phó Tổng thống thứ nhất Mohammad Mokber, 69 tuổi, sẽ trở thành Tổng thống tạm quyền. Sự ra đi đột ngột của ông Raisi cũng đẩy nền chính trị Iran vào tình thế khó khăn khi họ phải tổ chức bầu Tổng thống mới trong bối cảnh đối mặt nhiều sức ép cả bên trong lẫn bên ngoài giữa tình hình khu vực nhiều bất ổn. Theo quy định trong Hiến pháp Iran, Hội đồng các lãnh đạo hành pháp, lập pháp và tư pháp gồm Phó Tổng thống thứ nhất, Chủ tịch Quốc hội và Bộ trưởng Tư pháp sẽ phải tổ chức cuộc bầu cử đặc biệt để bầu Tổng thống mới trong vòng 50 ngày. Đây là tình huống chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Cộng hòa Hồi giáo Iran, quốc gia được thành lập sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979. Tổng thống Iran là người đứng đầu bộ máy hành chính, nhưng không có toàn quyền đối với chính sách đối ngoại, lực lượng vũ trang hay chính sách hạt nhân của nước này. Các quyền lực trên thuộc về lãnh tụ tối cao Iran, hiện là ông Ali Khamenei, 85 tuổi. Nếu tổ chức cuộc bầu cử mới trong 50 ngày tới, Iran sẽ đối mặt với rất nhiều biến số. Đất nước này đang bị chia rẽ sau hàng loạt cuộc biểu tình chống chính phủ liên quan tới sự kiện Mahsa Amini, người phụ nữ 22 tuổi bị cảnh sát đạo đức bắt với cáo buộc vi phạm quy định nghiêm ngặt về trang phục đối với phụ nữ Hồi giáo năm 2022. Giới chức Iran gọi các cáo buộc biểu tình là bạo loạn và cáo buộc những kẻ thù bên ngoài kích động tình trạng bất ổn. Ông Raisi đã phản ứng mạnh tay để ổn định tình hình, nhưng cũng khiến hàng trăm người thiệt mạng và nhiều người bị thương, cùng hàng nghìn người bị bắt. Số phụ nữ không tuân thủ quy định cũng gia tăng sau sự kiện. Nền kinh tế Iran cũng đang gặp nhiều khó khăn do các lệnh trừng phạt dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, khiến xã hội Iran xuất hiện một số nỗi bất bình với chính sách của chính phủ. Nỗi bất bình đó được cho là lý do chỉ 49% cử tri Iran đi bầu cử năm 2021, mức thấp nhất trong lịch sử. Trong cuộc bầu cử này, ông Raisi đánh bại đối thủ Hassan Rouhani, Tổng thống tiền nhiệm có đường lối tự do và chủ trương đàm phán với phương Tây. Trong 3 năm nhiệm kỳ, ông Raisi chưa thu hút thêm được sự ủng hộ từ người dân. Một số chuyên gia nhận định Iran đang trải qua những năm khó khăn nhất về mặt chính trị và kinh tế kể từ sau cách mạng năm 1979. Về đối ngoại, ông Raisi phản đối đàm phán với phương Tây. Thay vào đó, ông chủ trương làm giàu uranium của đất nước lên đến cấp độ gần đạt mức chế tạo vũ khí và thực hiện chính sách cứng rắn với phương Tây. Trong suốt những năm qua, quan hệ giữa Iran với Israel và các nước phương Tây đang trở nên căng thẳng khi Tehran bị cáo buộc hậu thuẫn cho lực lượng Hamas ở dải Gaza, cũng như các nhóm Hồi giáo vũ trang trong khu vực. Mỹ nhiều lần gây sức ép để Iran ngăn lực lượng Houthi ở Yemen phóng tên lửa UAV vào tàu hàng đi qua Biển Đỏ, nhưng chưa thành công. Nhưng một lần nữa chúng ta hãy nhớ rằng, ông Ali Khamenei mới là người đưa ra mọi quyết định quan trọng tại Cộng hòa Hồi giáo Iran. Tổng thống chỉ thực hiện tầm nhìn của lãnh tụ tối cao. Điều đó nghĩa là, dù Tổng thống Raisi tử nạn, các chính sách đối nội và đối ngoại của Iran vẫn tiếp tục như hiện tại. Chỉ có điều, sự ra đi của ông Raisi có thể châm ngòi cho cuộc chạy đua mới trong chính trường Iran, bởi Tổng thống 63 tuổi này được coi là người kế nhiệm tiềm năng của lãnh tụ tối cao Khamenei. Giới quan sát cho rằng, Tổng thống Iran là vị trí thử thách trước khi trở thành lãnh tụ tối cao kế nhiệm. Ông Raisi không còn, Iran chưa có ứng viên rõ ràng nào để kế nhiệm ông Khamenei. Điều sẽ làm tăng sự bất định trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao ở nước này. Vậy điều đó có ý nghĩa gì với tình hình khu vực Trung Đông? Theo giới quan sát, sự qua đời đột ngột của Tổng thống Raisi có thể không chỉ gây ra một cuộc tranh giành quyền lực gay gắt ở Iran, mà còn có những tác động đáng kể đối với khu vực. Căng thẳng và xung đột đang leo thang, việc bất ngờ thiếu vắng một nhân vật chính trị chủ chốt như ông Raisi có thể phá vỡ thế cân bằng bằng quyền lực mong manh. Mặc dù đã có những lời giải thích chính thức về vụ tai nạn là do điều kiện thời tiết xấu, bao gồm mưa và sương mù làm cản trở tầm nhìn trong suốt chuyến bay, nhưng cũng xuất hiện những đồn đoán về khả năng mưu sát. Nhà lãnh đạo Iran đang phải đối mặt với những thách thức ở cả bên trong và bên ngoài. Do đó, dư luận không khỏi đặt ra những câu hỏi về sự dính líu tiềm tàng của các kẻ thù trong nước
hoặc thậm chí các tác nhân ở bên ngoài. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, giả thuyết về sự liên quan của các nước khác với vụ việc khó có thể xảy ra. Lý do là việc ám sát một tổng thống đương nhiệm sẽ là một hành động tuyên chiến trực tiếp, có thể dẫn đến phản ứng gay gắt của Iran, quốc gia có khả năng răn đe hạt nhân. Các quốc gia đối thủ của Iran có thể không bao giờ đi xa đến mức ám sát một nguyên thủ quốc gia, nhưng thời điểm xảy ra sự cố đã làm trầm trọng thêm căng thẳng trong khu vực. Mạng lưới các lực lượng ủy nhiệm của Iran trên khắp Liban, Syria, Iraq và Yemen làm phức tạp thêm bối cảnh địa chính trị, đặc biệt là với cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và Hamas. Do vậy, mọi sự bất ổn trong giới lãnh đạo Iran đều có thể khuyến khích các nhóm này có thể dẫn đến xung đột lan rộng hơn. Israel tuyên bố mình không liên quan gì đến vụ việc, nhưng một lần nữa, nó lại xảy ra trong một thời điểm vô cùng nhạy cảm. Căng thẳng giữa Israel và Iran đã lên đến mức cao nhất mọi thời đại hồi tháng 4 vừa qua, khi Iran phóng hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo vào Israel để trả đũa vụ tấn công vào lãnh sự quán Iran ở Syria, khiến hai tướng Iran thiệt mạng. Israel bị cho là bên đứng sau vụ việc này. Với sự hỗ trợ của Mỹ, Anh, Jordan và các đồng minh khác, Israel đã đánh chặn hầu hết đòn tấn công của Iran. Sau đó, nhà nước Do Thái cũng trả miếng vào hệ thống phòng không ở thành phố Isfahan của Iran. Không có bất kỳ thương vong nào, nhưng đó được coi là thông điệp cảnh cáo của Israel tới Iran. Cuộc trao đổi chiêu thức vào tháng 4 là lần đầu tiên Israel và Iran trực tiếp đối đầu quân sự. Sau nhiều năm tiến hành cuộc chiến tranh bóng tối liên quan đến các cuộc tấn công mạng và hoạt động bí mật. Trong khi đó, cuộc đối đầu giữa Israel và Hamas đang diễn ra đã thu hút các đồng minh ở Iran, dẫn đến lo ngại rằng các cuộc tấn công và phản công có thể dẫn đến một cuộc chiến khu vực rộng lớn hơn. Trong nhiều năm qua, Iran đã cung cấp tài chính và hỗ trợ khác cho nhóm chiến binh Palestine, Hamas, nhóm dẫn đầu cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 vào Israel. Hệ quả của nó là những gì chúng ta đang thấy ở dải Gaza, có lẽ là cuộc chiến lấy đi nhiều sinh mạng nhất trong lịch sử đối đầu giữa Israel và Palestine. Không có bằng chứng nào cho thấy Iran trực tiếp liên quan đến vụ việc ngày 7 tháng 10, nhưng Iran công khai ủng hộ hành động của Hamas. Song các đồng minh của Iran thì không có cùng cách phản ứng như vậy. Hezbollah, lực lượng ủy quyền của Iran ở Liban, đã tham gia vào một cuộc xung đột cường độ thấp với Israel kể từ khi cuộc chiến ở Gaza bắt đầu. Lực lượng Israel và Hezbollah đã giao tranh dọc biên giới Israel-Liban gần như hàng ngày. Ngày 18 tháng 5, nhóm này đã tiến hành tổng cộng 15 cuộc tấn công bằng cả tên lửa và máy bay không người lái sang lãnh thổ Israel, đánh dấu ngày có tần suất tấn công ác liệt nhất của Hezbollah vào Israel trong năm nay, cũng là đúng một ngày trước khi trực thăng chở Tổng thống Iran gặp sự cố. Trong khi đó, lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn ở Iraq và Syria đã liên tục tiến hành các cuộc tấn công vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực trong những tháng đầu của cuộc chiến ở Gaza. Tuy nhiên, các cuộc tấn công này đã chấm dứt sau hành động trả đũa của Mỹ do sự ra đi của 3 lính Mỹ trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hồi tháng giêng. Iran cũng có mối quan hệ căng thẳng với các nước Ả Rập ở Vịnh Ba Tư, những nước từ lâu đã dè chừng Iran. Đây là một trong những yếu tố khiến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain bình thường hóa quan hệ với Israel vào năm 2020. Ả Rập Xê Út cũng đã cân nhắc một động thái tương tự vì lý do cũng tương tự. Tổng kết lại, sự ra đi đột ngột của Tổng thống Raisi ít khả năng sẽ làm thay đổi chính sách đối nội và đối ngoại của Iran. Tuy nhiên, nó có thể châm ngòi cho bất ổn chính trị ở trong nước. Việc nó xảy ra trong một thời điểm địa chính trị vô cùng nhạy cảm ở khu vực cũng làm gia tăng nguy cơ bất ổn ở Trung Đông, khi cuộc đối đầu giữa Israel và Hamas vẫn tiếp diễn và các lực lượng ủy nhiệm của Iran rất có thể sẽ liều lĩnh hơn, châm ngòi cho xung đột ở cấp độ khu vực. Tương lai của Trung Đông, của những người dân ở dải Gaza đang bấp bênh hơn bao giờ hết.